Compassion Award news from Ao Lạc or Vietnam. Nguyen Thi Ngoc's love knows no bounds as she has cared for over 100 stray dogs and cats with disabilities over the past 6 years. This tender Samaritan hand makes 70 to 80 wheelchairs for animals each month. She then sells them to animal companion guardians to support and encourage them to keep the paralyzed or otherwise injured animals in the home with the family. The funds from the wheelchair sales are used to sustain the animals under her direct care. She also tries to find permanent loving homes for them. Moreover, after completing her work each evening as a motorbike taxi driver, Ms. Nguyen searches the roads, landfills, and abandoned buildings to locate and feed stray and abandoned animals. Cái khó khăn ban đầu của em á, là hồi xưa gia đình không có cho nuôi chó mèo. Em đem về thì là cứ canh em đi làm là quăng ra đường. Thấy vậy tội quá, em đi ra ngoài em thuê nhà, em nuôi tụi nhỏ. Thì càng nuôi thì càng cảm thấy được rằng tại sao mà là những đứa mà bị liệt, bị bỏ rơi vậy là không ai cưu mang. Mà trong khi người thì có thể là cưu mang được, người ta đi đói, người ta đi ra đường, người ta xin ăn được, nhưng mà chó mèo nó không có biết nói. Tiếng nói nó chỉ sủa hoặc là meo meo gâu gâu thôi, thì không ai hiểu được. Cho nên em cảm nhận được điều đó và em thương mấy bé, và từ đó em cưu mang. Em không thể nào bỏ được tụi nhỏ. These kind deeds, Supreme Master Ching Hai joyfully present the Shining World Compassion Award to Ms. Nguyen Thi Ngoc and a grateful small gift of $10,000 to further her noble work. May the Buddha's love fill your good heart and bless you and those you care for. Association members in Ao Lạc, Vietnam were delighted to present the award letter, crystalline plaque, Master's financial contribution, along with her uplifting publications and DVDs to Ms. Nguyen. Cô sử dụng ống nước để làm khung ghế, đai cao su để giữ cố định cơ thể và bổng bánh xe để di chuyển. Dụng cụ hỗ trợ này khá nhẹ và dễ dàng cho những bạn thú tự do di chuyển. Cô nói, khi thấy các bé cử động được, không phải nằm một chỗ với tâm trạng u sầu, lòng tôi vui hẳn lên, đối với tôi đó là hạnh phúc. Cô nói thêm là từ lâu cô đã hoàn toàn quên đi sự tự do cá nhân, cô chỉ mong sao có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc những bạn thú quý giá của cô. Miss Nguyen joyfully received the award and had a message for Supreme Master Ching Hai. Qua những cái lời nhắn nhủi của con đến với lại nhà sư Thanh Hải, Vô Thượng Sư, thì con thật sự là rất là cảm ơn. Đó là cảm ơn chân thành và chân tình của con. Tại vì con không nghĩ là những cái việc làm của con lại động lòng và đến tới cái duyên của sư phụ. Thật sự là con ngày hôm nay con rất là vui, và con thay mặt các bé con cảm ơn con rất rất là cảm ơn nhà sư Thanh Hải, Vô Thượng Sư. Và con thật sự vui và con không biết nói gì. Con chúc nhà sư Thanh Hải, Vô Thượng Sư một năm mới thật dồi dào sức khỏe, và có sức khỏe thì sẽ có duyên đến những các máy ấm, những cái cơ nhỡ đến khác để mà phù hộ cho có duyên những bé, những máy ấm khác giống như con. Con cảm ơn. We extend our sincere congratulations to you, Nguyen Thi Ngoc, for receiving this noble award. We are grateful for your caring dedication to rescuing, feeding, and improving the welfare of the animals who need it. For the full presentation of the Shining World Compassion Award to Nguyen Thi Ngoc, please tune in to our Shining World Awards program at a later date. Supreme Master Ching Hai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help
comfort and support to the afflicted and needy and or any good cause over the years as a humble vessel for His compassion and love toward His precious children.